Chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề, đó chính là bạn đang được bảo vệ bởi ai, khỏi điều gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ có ở đây đã có sẵn hai tụ bài tượng trưng cho hai màu sắc. Đầu tiên là màu hồng be với hình ảnh là một ngọn đồi và một người đang di chuyển, và thứ số 2 đó chính là tụ màu xanh lá. Thì các bạn xem là cái tụ bài nào thu hút nhất với các bạn, và hãy chỉ lựa chọn những thông tin phù hợp thôi, vì đây là trải bài chung. Và nên nhớ luôn luôn lưu ý các nguyên tắc cộng đồng giúp mình và cách thức liên hệ với Vi. Ngoài ra mình cảm ơn tất cả đã yêu thương, ủng hộ cũng như donate về cho kênh. Mình luôn luôn theo dõi cũng như là xem xét tất cả những cái thông tin để hồi đáp các bạn trong thời gian sớm nhất. Rồi bây giờ mình sẽ vào với tụ đầu tiên. Tụ 1. Đầu tiên, bạn đang được bảo vệ bởi ai? Rồi nha các bạn, trong tụ 1 ơi, có một cái lực lượng rất là quyền năng và linh thiêng, đó chính là mang tên định mệnh. Định mệnh đang bảo vệ các bạn, thế nên sẽ xuất hiện một vài trường hợp rất là điển hình sau đây. Đó chính là 1. Tự nhiên những gì mà các bạn cố gắng phấn đấu nhưng mà các bạn lại đột ngột được rẽ hướng, được chỉ đường dẫn lối sang một cái đường khác. Và các bạn cảm giác là các bạn cứ được thôi thúc vào cái con đường đấy, mặc dù các bạn cũng không biết chắc là thật sự cái đích đến nó như thế nào và cái hình dung rõ ràng ra sao, chỉ là các bạn được thôi thúc để tiến về phía nó. Thứ hai đó chính là đôi khi sự từ chối là sự bảo vệ. Các bạn liên tục bị bí bách trong một ý tưởng nào đó, liên tục cảm giác là các bạn cần phải phát triển thêm một thứ gì đó, và các bạn cảm giác là hình như những cái sự từ chối về ví dụ như một vài những cái offer, những lời đề nghị công việc hay là một vài những mối quan hệ là bởi vì để che chở, bảo vệ cho bạn, để bạn bước đến cái định mệnh thật sự, để bạn không mất nhiều thời gian để khám phá những cái cung đường khác nữa, mà thực sự đến giờ bạn được nhận trọng trách để chỉ đi một hướng là hướng về định mệnh. Bất kể nó là công việc, tình cảm, tiền bạc, hành trình, mục đích sống, sứ mệnh của các bạn, thì đã đến lúc các bạn cần được đón nhận rồi, cũng như các bạn phải có trách nhiệm, phải tuân thủ các cái đường đi nước bước, những sự chỉ dẫn cho các bạn để có thể đi đúng đường. Rất có thể hành trình của các bạn có liên quan đến các chuyến đi. Mình đang thấy con số 1001 và 101 ở đây, thì rất có thể nó sẽ là những con số để đánh dấu những cái bước ngoặt, những sự thay đổi, những sự phát triển, kể cả trong đời sống thực hay đời sống tâm linh của các bạn. Và một trong những điều đó có thể liên quan đến chuyến đi. Chuyến đi này có thể là chuyến đi thực tế nha, khi mà các bạn độc hành để đi một chuyến đi mà không có người đi kèm. Ví dụ như là các bạn được thôi thúc để đến một vùng đất nào đó, các bạn được thôi thúc để di chuyển đi lại, các bạn được thôi thúc để làm một công việc gì đó liên quan đến cái việc là di chuyển nhiều nơi, không bị gò bó tại một địa điểm. Hoặc là các bạn được thôi thúc là bởi vì các bạn đang hơi bị chán, hơi bị bí, nên là các bạn muốn đi du lịch ngắn ngày, hay các bạn đi tình nguyện, hay là các bạn sang một cái vùng đất khác để các bạn trải nghiệm. Thì hãy nhớ rằng miễn nó là liên quan đến việc di chuyển, việc đi lại từ cái nơi này sang nơi khác, thì nó đều đóng vai trò tác động một cách gián tiếp để cho bạn. Nó là một cái bước quan trọng, nó giống như một cái bước mấu chốt để bạn bước về cái định mệnh của các bạn. Chứ mình không nói là ở tại cái nơi đấy các bạn tìm được định mệnh nha, mà chỉ muốn nói nó giống như một cái đòn bẩy để khi các bạn quay trở lại cái nơi cũ, bạn biết là ok, tôi biết tôi phải làm gì rồi, tôi được khai thông đầu óc trong cái chuyến đi rồi, tôi được khai sáng bởi một cái câu nói nào đấy rồi, tôi được gặp những người mà họ cho tôi cái niềm tin, hy vọng, và tôi biết chắc chắn là tôi cần phải làm gì. Thì đấy chính là cái cách mà định mệnh trao tặng cho các bạn. Và khá nhiều các bạn trong tụ 1 nha, các bạn đã từng phải chờ đợi rất lâu một cái cơ hội nào đó, và cũng đã bị tước đoạt rất nhiều những cơ hội trước. Và đôi khi trong đầu của các bạn mấp mé rằng cái việc là tại sao bạn lại đôi khi bạn hơi vất vả so với những người cùng trang lứa như vậy, hoặc đôi khi tại sao là những cái cơ hội mặc dù bạn đã rất cố gắng và bạn nghĩ là nó sẽ thuộc về phía các bạn rồi, mà tự nhiên đến phút chót nó lại bị đổ bể. Thì như mình nói rồi, tất cả mọi thứ nó đều đang được điều hướng để bạn chỉ đi một hướng duy nhất, đó chính là định mệnh. Mà cái con đường định mệnh này thì không ai làm thay các bạn được cả. Tất cả những gì bạn đã trải qua, những lỗi lầm bạn đã đi qua, những khó khăn bạn gặp phải, và cả những lần bạn bị từ chối, mặc dù bạn rất là mong muốn cái cơ hội đấy, thì hãy nhớ rằng nó đều được điều hướng nha. Về cái này, thời gian tới nha, rất sớm thôi, những cái sự bế tắc chấm dứt hoàn toàn, những cái sự trì hoãn đột ngột tự nhiên chấm dứt vào một buổi sáng bạn thức dậy, và mọi thứ tự nhiên bạn sẽ thấy nó may mắn một cách bất thường. Ví dụ như là sẽ có những sự kiện bất ngờ xảy ra, những cái người mà từng không tốt với các bạn tự nhiên lại quay đầu, tự nhiên lại muốn là hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình hết mình, tự nhiên những cái offer đã từng từ chối các bạn thì lại có những cái offer khác, những lời đề nghị khác trong công việc nó lại tốt hơn, và họ đáng tin cậy, họ sẵn sàng chi trả cho các bạn, có những cái lợi ích mà khiến các bạn không thể nào gọi là ngừng cười được. Hay là ví dụ như là có những cái may mắn bất ngờ, bạn chắc chắn là bạn sẽ thấy là cái cuộc sống của các bạn
sau khi cái thời gian trì hoãn kết thúc nó sẽ khác rất nhiều. Một số bạn khác rất có thể là sau cái chuyến đi các bạn sẽ quyết định là chuyển nơi ở. Một số các bạn quyết định là sẽ mua sắm những cái đồ có giá trị cho riêng bản thân các bạn. Hãy nhớ dù định mệnh là gì, chắc chắn một điều, nó sẽ mang hai hàm ý. Một là kết thúc hoàn toàn cái chương cũ của cái sự khổ sở của các bạn, cũng như cái sự đôi khi mà các bạn gọi là cái vận không may. Và thứ hai, mở ra một cái chương mới cho các bạn. Đương nhiên thì nếu như bạn nào theo dõi Vi lâu, chắc chắn là gần đây, nếu như các bạn xem những trải bài, đôi khi Vi cứ lặp đi lặp lại cái cụm từ chương mới. Và các bạn cũng tự hỏi là chương mới bao giờ bắt đầu. Thì đây là câu trả lời cho các bạn. Yeah, và bạn được bảo vệ bởi điều gì? Bảo vệ khỏi cái gì? Thì có vẻ như các bạn đang trong thời kỳ thức tỉnh tâm linh. Nhưng lần này nha, mình không biết là các bạn đọc bao nhiêu tư liệu về thức tỉnh tâm linh, nhưng mà ở đây mình đang thấy cái cấp độ cao nhất mà thức tỉnh tâm linh các bạn đang phải đối diện, nó chính là thức tỉnh tâm linh từ tận trong tâm hồn. Có nghĩa là nó sẽ bao gồm cả những ký ức trong tiền kiếp, nó bao gồm những mối quan hệ rất khắc nghiệt, có thể liên quan đến soulmate twin flame, nó có thể liên quan đến chính bóng tối bản ngã bên trong bản thân bạn, những gì mà đen tối nhất, sâu thẳm nhất. Đây là thời kỳ các bạn phải trải nghiệm, phải vượt qua, cũng như là nó có một cái sức nặng ghê gớm. Trong tất cả những lần bạn vượt qua thì thực sự đây là cái lần mà nó khiến các bạn kiệt sức. Nhưng cái điều đấy để làm gì? Thực ra cái gì nó cũng có hai mặt của nó, để nó dẫn bạn đến cái định mệnh này này. Tất cả các phiên bản các bạn đã từng thể hiện ra thực ra chỉ để phục vụ cho một phiên bản duy nhất thôi. Đó chính là con người định mệnh, đó chính là định hướng định mệnh, đó chính là hành trình định mệnh, đó chính là mối tình cảm định mệnh. Sức mạnh tâm linh, sức mạnh linh thiêng. Khá nhiều các bạn ở đây trong thời gian này, các bạn đang được bảo vệ khỏi ba điều. Điều đầu tiên đó chính là những người cố ý muốn lấy những cái công sức của bạn, hoặc là họ có những ý đồ không hay với những cái thành tựu mà bạn đã gây dựng bấy lâu, một cái sự vất vả. Bạn sẽ được bảo vệ, hoặc là bạn sẽ được gây dựng một cái trực giác để trước khi bạn giao dịch một thứ gì đó, bạn sẽ luôn luôn kiểm chứng lại xem thật sự đấy có phải người đáng tin hay không, hoặc là bạn có nên giao dịch, bạn có nên hợp tác cái đó hay không, bạn có nên ký kết hay không. Thứ hai đó chính là bảo vệ bạn khỏi những môi trường có tác động làm hại đến năng lượng của các bạn. Ví dụ như có bạn nào trong tụ một là khi bạn bước vào một căn phòng, hoặc khi bạn bước vào một cái nơi nào đó, có những nơi bạn cảm giác rất là bừng sáng, nhưng ngược lại có những nơi bạn cảm giác khá là mệt mỏi, khá là u ám, hay thậm chí là bạn cảm giác là hơi rén về cái việc đấy không? Hoặc là hơi cảm giác nặng nề không? Thì tất cả những sự điều hướng của các bạn, mặc dù không giống như những gì bạn tưởng tượng nha, nhưng nó đang điều hướng cho bạn để bảo vệ bạn khỏi những cái năng lượng không tốt bởi cái môi trường xung quanh. Ví dụ như môi trường trong công việc, ví dụ như môi trường tại nhà cửa, ví dụ như môi trường tại trong phòng ngủ các bạn. Mình lấy ví dụ nha, tới cái việc bảo vệ khỏi những cái năng lượng không hay môi trường. Ví dụ như là chỗ mình họ đang làm đường đi, và ngày hôm nay mình có cái ý tưởng là mình cần phải trải bài đi, nhưng mà tự nhiên mỗi khi mình ngồi vào trong trải bài thì tự nhiên lại cứ hết chuyện này đến chuyện kia nó xảy ra, và mình không thể nào mình tập trung trả bài. Và mình biết được rằng là khi cái năng lượng trả bài nó qua đi thì chắc chắn là chưa chắc mình đã có thể nói hay được giống như cái lúc ban đầu. Nhưng mà về sau mình mới hiểu được rằng là mọi thứ đều là những cái sự sắp xếp, đều là sự bảo vệ. Có thể như, và sau này mình mới biết được một điều là những cái lúc mà mình bị vô duyên vô cớ là mình không thể ngồi làm được lúc đấy, thực ra để bảo vệ mình khỏi những cái năng lượng khác nó lớn mạnh hơn. Và nếu như mình cứ cố chấp mình làm trong lúc đấy, chắc chắn là một là có thể video nó lại càng không hay hơn, và thứ hai là nó có những cái sự gọi là những cái năng lượng nó chen chân vào khiến cho mình không thể nào hoàn thành được chẳng hạn. Và cái hình này cũng làm mình cho thấy một điều rằng thực tế nha, mặc dù kể cả ngay trong thời khắc này bạn xem video, bạn đang cảm giác là bạn gần như bạn suy sụp rồi, và bạn vẫn mong là có một người thầy, có một ai đó ngay bên trong bạn để giúp bạn vực dậy tinh thần, thì có nha. Bạn cũng được bảo vệ bởi vị thầy bên trong của bạn nữa, hoặc là một người mang năng lượng của nam lớn tuổi, một người khá là quyền lực và giúp bạn, là mặc dù kể cả bạn cảm thấy bạn có kiệt quệ về sức lực, bạn cảm giác bạn không muốn bước chân xuống giường, hay bạn cảm giác là mỗi ngày là bạn đang được thức tỉnh một cái kiểu khác nhau và nó nặng nề hơn cái ngày hôm trước, thì kể cả cái lúc như vậy nha, bạn vẫn đang được bảo vệ bởi một cái năng lượng khác lớn mạnh hơn. Còn cái việc mà tại sao bạn cảm giác bạn bị mệt mỏi á, nó giống như là một cái sự đào thải khỏi cơ thể và tâm trí của các bạn. Để làm gì? Bạn đón nhận cái định mệnh này thôi. Thế nên bạn mới cảm thấy mệt mỏi. Rồi các bạn có này, Ace of Swords và Ace of Wands. Các bạn đều có con số 1. Con số 1 là con số của sự khởi đầu, còn con số 10 là con số của sự kết thúc. Thì các bạn đã có là con số 1. Cái hình ảnh mà một người
một cái tay từ trên trời cầm một cây gậy và một cái tay cầm một thanh kiếm và bên trên là một cái vương miện. Nó cho thấy một điều rằng là những ý tưởng mới sẽ xuất hiện, những cái sự khai sáng mới sẽ đến với các bạn vào cái thời điểm bạn không ngờ tới nhất, càng là lúc bạn kiệt quệ nhất, nhưng đồng thời nó lại khai sáng cho bạn một cái khả năng mới, một cái sự chống chọi mới và một cái niềm tin mới về tương lai, về cuộc sống sau này, về bất kể với lĩnh vực gì các bạn đang bế tắc. Tiếp theo đó chính là trong vòng một tháng đổ lại đây, các bạn sẽ tìm ra được cái giải pháp tối ưu nhất cho cái trường hợp hoàn cảnh các bạn, và các bạn sẽ đặt vị trí vai trò các bạn dưới một góc độ, đó chính là người cầm quyền, đó chính là người trao quyền, đó chính là người tự chủ, chứ không phải là người bị động ở trong trường hợp đấy, trong trường hợp khó xử, chứ không phải là người chờ đợi buông xuôi hay là bất lực nữa, mà thực sự các bạn sẽ tự trao cái vương miện này vào chính các bạn, bởi vì các bạn biết các bạn cần phải làm gì, các bạn được khai sáng rồi, các bạn được khai thông rồi. Lời khuyên cho các bạn, đừng dễ dàng để bị đánh bại hay để bị làm sao nhãng trên cái hành trình tiến tới về định mệnh, bởi vì có khá nhiều sẽ thử thách xảy ra vào những cái lúc thời điểm cuối cùng như thế này. Đấy, như mình nói rồi, trước khi mà bạn tiến tới định mệnh, chắc chắn là không những là những con người mà có cả những cái thế lực, những cái lực lượng mà họ cảm nhận thấy được năng lượng của bạn, một khi mà đã tiến đến định mệnh thì sẽ không thể nào không thể nào chen chân vào nữa, thế nên là họ liên tục họ gây ra những cái chấn thương về tinh thần cho các bạn, những cái sự căng thẳng, hoặc đôi khi những trường hợp tình huống nó chen chân vào khiến các bạn cảm giác khá khổ sở. Nhưng hãy nhớ rằng càng như vậy thì càng phải tạo động lực cho bản thân, là họ càng muốn như vậy thì bạn lại càng phải làm khác đi. Để làm gì? Bạn phải giành được cái định mệnh của các bạn, và bạn tự phải tôi luyện ra một cái tinh thần thép thì bạn mới qua được cái thời gian này. Mình tin là khi mà mình nói đến tụ một thì các bạn đã trải nghiệm cái tình trạng này khá nhiều, không phải chỉ trong trải bài này, nhưng mà mình chỉ muốn nói là lần này là lần quan trọng của các bạn, và các bạn phải lôi hết tất cả sức mạnh ra. Đừng nghĩ cái việc là đi một mình hay là có người giúp, đừng nghĩ đến cái việc là sao bây giờ mình vẫn đang khổ, sao những cái cơ hội, sao những cái mà mình rất trông chờ lại tuột mất, sao cứ ABCXYZ. Như mình nói rồi, giống như thông điệp của tuần này, bạn đặt câu hỏi khác đi thì đáp án nó sẽ khác đi. Có rất nhiều gánh nặng đang đặt lên trên vai các bạn, nhưng mà mình nói rồi, nó sẽ có hai luồng năng lượng ở đây. Một là năng lượng của những thứ chen chân vào và ghì chặt các bạn xuống, không cho các bạn bứt phá lên để đạt định mệnh. Nhưng đồng thời có một năng lượng khác, đó chính là năng lượng của riêng cá nhân bạn. Khi mà bạn không muốn ở trong vũng đầm lầy đấy nữa, khi mà bạn muốn bứt phá, khi mà bạn muốn chấm dứt toàn bộ cái chuỗi kinh hoàng mà bạn đang trải qua, hay là những cái sự mệt mỏi các bạn đang trải qua, thì từ cái giây phút đấy là cái giây phút mà các bạn được một cái gật đầu đến từ bên trên, là cái việc đã qua, chuẩn bị cho những cái khởi đầu rất mới mẻ, một cái chương mới mà thực sự mình đang thấy ở đây bạn sẽ làm chủ hoàn toàn. Bạn không còn e ngại cái sự sợ hãi, bạn không e ngại sự phán xét, bạn không e ngại sự sai lầm, bạn không phải sợ làm sai, bạn không phải sợ là phải trải qua thức tỉnh nữa, mà thực sự bạn sẽ coi nó là những cơ hội để bạn rèn luyện. Thật sự là như vậy. Có rất nhiều những điều hay ho đến với bạn nha. Thật sự khi mình nhìn thấy hai lá bài này, đó chính là những cơ hội vàng được gửi xuống cho các bạn. Tại vì vũ trụ thấy được cái nỗi đau của các bạn, vũ trụ thấy được cái những giọt nước mắt của bạn, vũ trụ thấy được những cái ngày các bạn đã phải nỗ lực ra sao. Nhưng mà nó sẽ được đánh dấu thông qua một cái sự kiện hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống các bạn. Lại một lần nữa mình lại phải nhắc về hình tượng tòa tháp sụp đổ nha. Nhưng tuy nhiên lần này bạn sẽ không nhìn tòa tháp sụp đổ dưới một cái góc độ của sự căng thẳng, hay bạn cũng không mất nhiều thời gian để vượt qua tòa tháp sụp đổ nữa, mà nó sẽ chỉ như là một cái sự đóng gói để cho hết cái chương cũ thôi. Chứ còn bạn đã sẵn sàng hoàn toàn bước chân sang chương mới rồi. Cân bằng. Đồng thời trong những cái lúc mà xảy ra những cái sự nặng nhọc như thế này, cũng là lúc mà bạn học được cái sự cân bằng và học được thêm những cái phương pháp về sự chữa lành mới, để mang cái tính ưu việt, để mang cái tính tối ưu, để áp dụng vào trong cuộc sống các bạn tốt hơn, cũng như để có thể tìm ra được những cái sự chỉ dẫn mới dành cho các bạn. Không nhất thiết phải vội trong cái thời gian này nha, cứ bình tĩnh. Kể cả khi mà đang chưa thấy có một cái lỗ nào để có thể nhìn thấy được ánh sáng, hay là chưa nhìn thấy được cái con đường thay thế cũng không sao. Đôi khi hãy biết hỏi xin sự giúp đỡ khi cần. Khá nhiều các bạn ở đây, các bạn đang được bảo vệ bởi
bảo vệ bởi ai khỏi điều gì, thì mình đang thấy các bạn đang được bảo vệ khỏi cái việc là các bạn suy nghĩ quá mức. Có bất cứ điều gì mà các bạn cần kêu gọi thì các bạn hãy chỉ cần nói với vị thầy bên trong. Khá nhiều các bạn hỏi mình rằng cái việc là vị thầy bên trong cao siêu thế liệu có kết nối được hay không, hay là ví dụ các bạn hỏi là mình không hiểu cách, bạn không hiểu cách Vi kết nối. Thực ra nhá, Vi nói một cái điều rất đơn giản nhưng không biết các bạn có tin không. Vi chỉ coi, đương nhiên Vi biết là những cái vị đi theo bảo vệ rất là quyền lực, quyền năng và thậm chí là họ có nhiều cái sự phi thường rồi. Nhưng mà Vi hay đơn giản hóa mọi chuyện ấy, thế nên là mình hay có xu hướng là mình coi những người đấy giống như là những người thân trong gia đình mình, và mình tưởng tượng ra là họ đang đứng ngay trước mặt mình và mình cần gì, mình không biết điều gì, mình chỉ việc hỏi thôi. Còn đương nhiên thì họ sẽ tự tìm cách để đưa những cái đáp án vào trong cuộc sống của mình không cần phải kiểm soát cái việc họ đưa đáp án. Giống như là bây giờ bạn mà nói chuyện với ông bà bạn, bạn có bao giờ bạn nói một câu là ông bà chỉ dẫn cho con cái điều ABC và cuối cùng là ông bà còn phải chỉ rõ, ông bà còn phải hẹn bao giờ không? Có nghĩa là bạn chỉ cần hỏi thôi, còn lại bên trên sẽ tự cho bạn. Hay ví dụ như là bạn hỏi ông bà bạn đi, thì những cái người lớn tuổi đấy sẽ tự biết cách khi nào nên cho bạn những cái lời khuyên hay những cái dấu hiệu đúng đắn để bạn men theo, kiểu như vậy. Đó. Khá nhiều các bạn đang bị mắc kẹt ở trong chính suy nghĩ của các bạn. Các bạn đang do dự một cái điều gì đó, và cái điều này thực ra nó sẽ đang ảnh hưởng đến cái quá trình đóng cái chương cũ để sang một cái chương mới. Nhưng mà sớm thôi, bởi vì mình đang thấy ở đây là cuối cùng bạn lựa chọn chính bạn, cuối cùng bạn lựa chọn cái cuộc sống mà bạn xứng đáng được hưởng, cuối cùng bạn đón nhận cơ hội mà vũ trụ ban tặng, một cái special gift, một cái món quà đặc biệt. Cuối cùng bạn chấp nhận là cuộc sống của bạn sẽ chỉ ngày càng tốt lên, bất kể có chuyện gì xảy ra, bất kể bạn phải đi qua bao nhiêu tòa tháp sụp đổ, bất kể là bạn phải buông bỏ những cái điều mà bạn đã từng thân quen, bất kể là trước lúc bạn được đến cái định mệnh vui vẻ này, bạn phải trải qua những cái ngày mà bạn thật sự áp lực và thậm chí là các bạn bị tổn thương đến từ trái tim đến cùng cực. Mình đang thấy ở đây là về chuyện tiền bạc, bạn sẽ bỏ lại quá khứ sau lưng này. Thứ hai, bạn chấp nhận cái con người của bạn tại cái hành trình mà bạn đi. Thứ ba, những cái tiền bạc, những cơ hội đầu tư, những dòng tiền tài chính của bạn thật sự sẽ đạt được cái sự ổn định. Tiếp theo đó chính là bạn tôn vinh bản thân nhiều hơn, coi trọng giá trị bản thân hơn. Tiếp nữa đó chính là bạn sẽ có xu hướng là cái việc là chăm chút cho cơ thể, phong cách sống, thay đổi thói quen hàng ngày để đạt đến được một cái năng lượng tốt nhất. Thực ra cái này không phải là cuối đường hầm là ánh sáng nữa, mà thực ra là tận cùng của sự đau khổ sẽ chính là cái việc là bạn tự biết phải bảo vệ bản thân thế nào, bạn tự biết phải đấu tranh cho bản thân ra sao, và bạn tự biết sẽ trao thưởng cho bản thân vào lúc nào, không cần bất cứ ai. Và ngoài ra bên cạnh bạn thì còn có thiên thần nha. Có khi nào trong cái thời gian này mặc dù bạn rất căng thẳng nhưng đôi khi bạn thấy rất nhiều con số thiên thần, và bạn thấy rất nhiều cái đôi cánh, hình ảnh đôi cánh thiên thần, nó mỗi khi bạn nhắm mắt lại nó cứ chập chờn trong cái tâm trí của bạn không? Hoặc là bạn xem cái gì đó bạn cũng tưởng tượng ra đôi cánh không? Hay bạn nhìn lên bầu trời và cũng thấy? Thì hãy biết rằng thực ra kể cả bạn có khổ sở đến đâu thì xung quanh bạn vẫn có những năng lượng, họ vẫn đang âm thầm để làm việc giúp bạn mỗi ngày tốt lên. Đương nhiên là với cơ thể của bạn, bạn đã tích lũy quá nhiều những năng lượng cũ rồi, thì khi bảo bạn ngay lập tức bạn cảm nhận năng lượng mới nó sẽ rất khó. Nên chắc chắn một điều, bạn sẽ phải thấy được các dấu hiệu mà các thiên thần gửi cho các bạn. Mình tin là điều đấy có. Tiếp đó chính là liên quan đến cái người phụ nữ này. Người này có thể chính là người trong gia đình của các bạn, có thể chính là một người mà đã khuất, còn sống hoặc đã khuất. Thứ hai chính là một người đồng nghiệp. Thứ ba là cái người các bạn hợp tác, một người mà bạn có thể tin tưởng được. Bạn đang được bảo vệ bởi ai khỏi điều gì? Các bạn có grounding, có moment, khoảnh khắc, và có energy, năng lượng. Với 3 thông điệp cho các bạn: đầu tiên, hãy làm sạch đi những năng lượng tiêu cực và sau đó kết nối lại với trái đất. Thứ hai, đó chính là đừng để bị mắc kẹt trong quá khứ hay suy nghĩ quá nhiều về tương lai, nó đang cản trở cái việc các bạn tận hưởng niềm vui hiện tại. Thứ ba, đó chính là hãy làm nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao cái năng lượng đang có của bạn. Bởi vì rất có thể cái năng lượng đang có của bạn nó không thật sự tốt như những gì các bạn đang cảm thấy. Ví dụ như là thông qua đừng ăn uống bạn thì cái năng lượng các bạn nó đang bị dao động, hay là vô tình các bạn hấp thụ bởi những cái năng lượng của những người xung quanh, những môi trường xung quanh, và khiến các bạn đang bị over, đang bị quá mức chẳng hạn. Thì đã đến lúc làm những cái hoạt động mà khiến các bạn vui vẻ hơn để kích hoạt lại cái nguồn năng lượng các bạn. Bạn còn được bảo vệ bởi một điều
rất hay ho, đó chính là đôi khi thông qua sự khó khăn về tài chính nó cũng là một sự bảo vệ cho bạn. Ví dụ như bạn là người có xu hướng là chi tiêu mà không có quá để ý đến cái dòng tiền là sau khi chi tiêu xong thì liệu có những cái khoản khác thay thế để nó bù vào những khoản mà đã chi tiêu hay không. Thế nên là đôi khi bạn chi tiêu hơi quá tay, đôi khi bạn chi tiêu theo cảm hứng, đôi khi bạn chi tiêu và sau đó bạn sẽ thấy là hơi nuối tiếc về những cái món đồ bạn chi tiêu. Thì đôi thì cái lần bảo vệ lần này khá đặc biệt, đó chính là thông qua những cái sự khó khăn tài chính, hoặc thông qua những cái sự sụt giảm tài chính bất ngờ, hoặc là thông qua những cái thương lượng mà nó không đạt được thành công, thì vô tình bạn sẽ tự biết cách để bạn điều chỉnh lại cái dòng tài chính của bạn sao cho nó phù hợp. Tiếp đó chính là bạn được bảo vệ bởi ai, khỏi điều gì. Ngoài ra bạn còn được bảo vệ khỏi cái việc là các bạn quá nhanh chóng để đưa ra quyết định chuyển hướng đột ngột trong công việc. Rất có thể hiện tại các bạn trong tụ 2, mình không nói tất cả nha, nhưng phần lớn các bạn đang có xu hướng vừa làm cái này vừa làm cái khác, hoặc các bạn có xu hướng chuyển đổi hẳn sang một ngành nghề khác và các bạn nghĩ là các bạn đã hết duyên, các bạn không còn muốn làm cái công việc cũ, các bạn cảm thấy chán, các bạn cảm thấy bị nguội lạnh, các bạn cảm giác là chẳng có cái gì các bạn cần phải học nữa, các bạn cảm thấy được rằng là tôi chẳng biết tôi đi làm hàng ngày làm cái gì nên tôi chỉ muốn tôi nghỉ để tôi đi sang làm việc khác. Nhưng các bạn ơi, một số các bạn sẽ tự động sẽ thấy được rằng khi các bạn đi làm cái công việc khác, khi các bạn vô tình các bạn chỉ cần đơn giản chưa kịp làm nha, nộp đơn tuyển dụng, các bạn sẽ thấy có một cái điều gì đấy nó đang không ổn rồi. Và bạn sẽ phải dừng lại một chút để bạn đánh giá lại các cái khía cạnh giữa cái công việc cũ và công việc mới. Và vô tình cái điều đấy nó cũng sẽ liên quan tài chính, nói chung là công việc và tài chính của các bạn. Mặc dù nó nhìn thì có vẻ khó khăn bên ngoài, nhưng thực tế nó là một cơ hội để bảo vệ cho bạn khỏi những cái vấp ngã lớn hơn, khỏi những sự sai lầm lớn hơn, khỏi cái sự quá vội vàng. Yeah. Các bạn lại xuất hiện đến con số 3. Con số 3 là con số của sự hợp tác. Thì các bạn đang được bảo vệ bởi ai? Một số các bạn ở đây đang được bảo vệ bởi gia đình hoặc bạn bè nha. Bất kể là bạn có thân với cái người đấy hay không, bạn có nói chuyện với họ hay không, bạn có hay ở trong cùng gia đình hay không, hay bạn đã tách riêng, hay bạn có thật sự nói chuyện được với thành viên trong gia đình hay không, hay bạn có thật sự có nhiều bạn bè hay không, không quan trọng bằng việc họ đang gửi cái năng lượng yêu thương cho bạn, họ đang truyền, họ biết cái hoàn cảnh của bạn và họ sẽ tìm cái cách âm thầm để truyền cho bạn, để bảo vệ bạn. Giống như là nhiều người trong cùng gia đình sẽ xây dựng một cái vòng tròn bảo vệ quanh bạn để mỗi khi bạn định chi tiêu thứ gì đó, tự nhiên bạn nhớ lại những câu nói. Hoặc là mỗi khi bạn định làm một công việc gì đó, tự nhiên bạn lại bị nhớ về những cái câu nói mà liên quan đến gia đình hoặc bạn bè đã từng nói. Thì đây cũng là một sự bảo vệ. Hoặc vô tình nha, nó không nhìn được. Cái này nó liên quan năng lượng thôi. Đó chính là khi mà một cái năng lượng đủ tốt và đồng ý để bảo vệ cho một năng lượng, bảo vệ cho một năng lượng khác, hoặc bảo vệ cho một cái linh hồn khác, thì các bạn sẽ có gấp đôi cái năng lượng. Nghĩa là đã có cộng cái năng lượng của bạn rồi, nhưng mà có thêm cái nguồn năng lượng mà sạch, năng lượng linh thiêng, hoặc năng lượng lớn, năng lượng tích cực đến từ những người xung quanh nữa, thì nó giống như là một tấm khiên chắn bảo vệ bạn khỏi những điều không may, bảo vệ bạn khỏi cái việc là đưa ra quyết định quá nhanh vội vàng, hoặc là sẽ khiến cho các bạn cảm giác vui hơn trong cái thời gian này, giúp các bạn tạo dựng nên một cái sự tiến bộ tốt hơn. Một số các bạn ở đây, các bạn được bảo vệ bởi chính vũ trụ nha, hoặc là cái người bạn đời của bạn, cái người mà bạn trân trọng, tin tưởng. Bởi vì sao? Họ biết được giá trị thật sự của bạn. Họ biết được đôi khi đúng là bạn gặp khó khăn thật, nhưng không có nghĩa là vì cái khó khăn đấy mà tự nhiên bạn lại thỏa hiệp với những cái công việc, hoặc thỏa hiệp với những cái mức lương, những cái sự tài chính nó không phù hợp với các bạn. Hoặc là đôi khi họ không muốn là bạn bị đưa vào những cái cám dỗ quá nhanh chóng. Những cái cơ hội trông bề ngoài thì rất 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 ổn, nhưng thực tế là nó ẩn chứa nhiều những tiềm ẩn. Thì những cái người này sẽ là người kéo các bạn ra. Các bạn có nhìn thấy hình ảnh bàn tay không? Và ngoài ra các bạn được bảo vệ bởi ai, khỏi điều gì? Đó chính là bảo vệ khỏi cái việc là đôi khi cái trường hợp cuối cùng thì nó lại hơi ngược so với hai trường hợp này. Nếu như hai trường hợp này đang ở trong cái trạng thái thiếu thốn, hoặc chi tiêu một cách vung tay quá chán, cần phải xem xét lại kế hoạch tài chính để cho tương lai lâu dài, hay là sợ đưa ra quyết định vội vàng, thì cái trường hợp số 3 lại liên quan đến việc các bạn lại đang được bảo vệ khỏi cái việc các bạn được chú ý quá mức, được bảo vệ khỏi cái việc là các bạn nhận được quá nhiều những lời khen, những cái thành tựu, những phần thưởng, đôi khi các bạn quên mất đi cái xuất phát điểm ban đầu của các bạn. Nó không hẳn đồng nghĩa với việc tự cao, mà nó đồng nghĩa với việc đôi khi các bạn đang rơi vào cái trạng thái của bản ngã. Các bạn được công nhận như vậy, các bạn được khen như vậy, và
Và đương nhiên thì các bạn được nhận lời khen đấy bởi vì các bạn xứng đáng, nhưng đôi khi khi có quá nhiều điều như vậy thì nó lại cuốn các bạn theo cái việc các bạn lại muốn làm nhiều điều nữa để nó hướng các bạn tới điều điều được người khác khen tặng. Và các bạn quên đi cái việc là à thực ra mục đích của các bạn làm cái việc đấy không hẳn là được khen tặng, mà thực tế nó vì một mục đích cao cả khác. Nhưng mà vì cái bản ngã nó cứ liên tục nó xúi giục, hoặc nó tiếp tục nói những lời khen ngợi của bạn, tiếp tục gợi cho các bạn về những cái sự khen ngợi trước đó bạn có, thế nên là liên tục bạn phải bỏ công sức ra nhiều hơn chẳng hạn, bạn phải làm những cái phần việc mà thực tế nó không thuộc cái con người thực của bạn chẳng hạn. Mình lấy ví dụ nha, là một bạn khách hàng trong công việc, các bạn ấy là một nhân viên, là một nhân viên trong công ty thôi, và mấy cái tháng đầu thì các bạn ấy vẫn được khen, nhưng mà và đến những cái tháng sau các bạn cũng nghĩ là các bạn ấy và các bạn thích cái cảm giác được khen đấy, thế nên là các bạn sẽ làm đủ mọi cách để các bạn ấy, ví dụ như các bạn tăng ca này, các bạn tăng ca làm nhiều hơn này, các bạn ấy đi sớm hơn này, các bạn ấy có thể nhận thêm nhiều cái công việc khác kể cả của đồng nghiệp mà về sớm để các bạn làm này, mục đích là các bạn chỉ được khen. Nhưng thực tế cái điều đấy gây ra cho các bạn được gì? Đương nhiên các bạn sẽ được, đó chính là các bạn ấy có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn, nhưng ngược lại đồng thời nó đang vắt kiệt sức lực các bạn ấy, mà nó chưa chắc đã mang lại cái năng suất bằng với cái việc là các bạn ấy cứ làm cái phần việc của các bạn ấy, hoặc các bạn ấy trau dồi đánh bóng kỹ năng hơn nữa. Cái việc mà các bạn làm nó để các bạn được nhận phần thưởng nó là lẽ đương nhiên, nó khác với cái việc là các bạn đang cố ra sức ra để có được cái phần thưởng đấy bằng mọi giá chỉ để được cái sự công nhận, nó khác nhau nha. Có giờ săn mặt trời. Các bạn ơi, một đối tượng mà bạn không ngờ tới nhất nhưng đang là người bảo vệ các bạn trên cái hành trình bạn chinh phục một điều gì đó hoặc để cải thiện một điều gì đó, đứa trẻ bên trong. Bất kể là các bạn đã kết nối được với đứa trẻ bên trong hay không, không quan trọng. Các bạn có biết thuật ngữ đấy không? Không quan trọng. Bằng việc là đã gọi đứa trẻ bên trong, nghĩa là bên trong của bạn, và mỗi người chỉ có một đứa trẻ bên trong thôi nha. Thế nên là muốn đọc thêm thì lên trên mạng tìm hiểu, nó chỉ mất có vài phút, 2 phút, cùng lắm 2 phút các bạn đọc thôi. Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Bạn đang được bảo vệ bởi đứa trẻ bên trong. Đứa trẻ bên trong đang giúp các bạn làm gì? Thứ nhất, vui vẻ hơn, để tránh gồng gánh, để tránh bị kiệt sức, để tránh đưa ra quyết định vội vàng, để tránh bị căng thẳng, để tránh quá tập trung vào cái sự thiếu thốn mất mát mà quên đi rằng là thực ra cuộc sống nó còn khá nhiều điều khác. Khi bạn không tập trung vào những cái điều đấy nữa, hoàn toàn bạn vẫn tìm ra được niềm vui. Chứ không phải là các bạn cứ phải có một cái phần thưởng nào đó thì các bạn mới được phép vui, thì không phải. Thì đứa trẻ bên trong đang giúp các bạn làm điều đấy. Tiếp theo, đứa trẻ bên trong giúp các bạn làm gì? Nhìn nhận, đánh giá lại các mục tiêu, các cơ hội của các bạn một cách thấu đáo hơn. Mặc dù nói là đứa trẻ bên trong nó là một cái năng lượng rất là thiện lành, nó rất thuần khiết và nó rất là trẻ con, nhưng thực tế nó đôi khi nó còn sâu sắc hơn cả cái phiên bản người lớn của các bạn. Thật sự nếu như bạn nào ở đây đã từng kết nối đứa trẻ bên trong, một là các bạn comment bình luận cho mình và cộng đồng biết, hai là riêng cái câu chuyện chia sẻ của mình khi kết nối với đứa trẻ bên trong thôi, thì thực tế khi mình kết nối với các bạn ấy thì kết nối với bạn đấy thì mình thấy đôi khi bạn ấy còn hiểu biết hơn cả mình. Bạn ấy còn biết những thứ mà mình không biết, hay thậm chí là bạn ấy chỉ cho mình vào đúng cái lúc mà mình đang cần, khi mình tháo gỡ vấn đề hay là khi mình muốn buông bỏ gánh nặng. Ha. Thế nên là nha. Một số các bạn khác ở đây thì các bạn sẽ được bảo vệ để đi đến một cái thành công chân thực, chứ không phải là một cái thành công phút chốc, chứ không phải là một cái thành công mà do người khác họ muốn các bạn muốn tôn các bạn lên và sau đó lại kéo các bạn xuống, mà thực sự đây là thành công mà do bạn tự làm chủ, bạn tự quyết định, bạn tự trao cái vương miện mà của các bạn, và đây là một cái thành công chính nghĩa chứ không phải là một thành công mà do bản ngã muốn các bạn làm vậy chỉ để được chú ý, chỉ để được danh tiếng, thì không phải. Các bạn cũng đang được bảo vệ bởi những năng lượng đến từ những nhà chữa lành cổ đại. Khá nhiều kiếp sống của các bạn có liên quan về tri thức bậc cao, liên quan về mặt trăng, những thời kỳ có mặt trăng, liên quan về những cái thời kỳ mà mẫu hệ, liên quan đến những thời kỳ liên quan về những điều bí ẩn, và các bạn từng sống trong những thời kỳ liên quan về những nhà tiên tri, những nhà chữa lành, nhưng mà chữa lành theo kiểu cổ đại nha. Ví dụ như là các pháp sư, ví dụ như là những cái bậc thầy chữa lành cổ đại, ví dụ như là các linh hồn hướng dẫn động vật nhưng mà mang năng lượng sự chữa lành, ví dụ như là những nhà tu sĩ,
Ví dụ như là trong các bộ tộc, bộ lạc, ví dụ như là các bạn từng sống trong những cái thời kỳ, hay thời kỳ gần hơn là những thời kỳ ví dụ của Ai Cập chẳng hạn. Đó. Thì các bạn đang được bảo vệ bởi những cái năng lượng đấy. Và khỏi điều gì? Ba điều tiếp theo với cái hình ảnh này. Đó chính là phân biệt đúng sai phải trái một cách kỹ càng và thấu đáo. Không có nhìn một cách gọi là đánh giá một cách quá nhanh chóng vội vàng, hoặc là không có quy chụp một cái vấn đề, hoặc không có tự giả định cái vấn đề hoặc cái con người nào đó là đúng hay là sai hoàn toàn nữa, mà sẽ có một cái nhìn thấu đáo hơn. Thứ hai, những cái người này sẽ giúp các bạn khỏi, bảo vệ các bạn khỏi các bạn tự đi vào cái ảo mộng do chính các bạn vẽ nên, ảo mộng về một con đường, ảo mộng về một người, một mối quan hệ. Thứ ba, những cái vị hỗ trợ này sẽ giúp cho các bạn làm gì? Bảo vệ các bạn khỏi những cái thông tin không thật sự chính xác 100%. Và ngoài ra các bạn được căn dặn một điều rất quan trọng, đó chính là hãy chú ý đến trực giác của bạn. Trực giác của các bạn nó đang rất rất mạnh mẽ. Hãy sử dụng trực giác để tạo ra những thay đổi cần thiết. Lời khuyên tiếp đó chính là buông bỏ, đầu hàng. Bất kể điều gì mà bạn đang cản trở ngay bên này, ngay bây giờ, thực ra đều đang là tác nhân khiến cuộc sống trở nên nó bị trì trệ hơn. Hãy hỏi xin thiên thần sự trợ giúp để giải quyết các những cái vấn đề mà bạn đang gắng gượng hoặc đang cố kiểm soát một cách quá mức. Và những điều này đôi khi đang được tạo ra bởi bản ngã, bởi vì bạn không muốn mất thứ đó, bởi vì bạn không muốn tin vào sự thực mà nó đôi khi hơi khắc nghiệt, hoặc bởi vì bạn cố tình bạn che lấp nó bởi một cái tấm màn chắn khác. Khi bạn đầu hàng những sự chỉ dẫn đến từ vị thầy bên trong hoặc những năng lượng cao hơn, thì năng lượng của bạn sẽ được cập nhật nên một cái tầm cao mới, những cái sức sống mới, những cái sự yên bình đến từ bên trong, những sự hài lòng, và trên hết đó chính là tình yêu thương, đó chính là những cái phần thưởng được trao tặng một cách chính xác, công bằng. Hãy cứ xuôi theo dòng chảy, serenity, sự thanh thản. Và số 3 đó chính là mercy. Cuộc sống của các bạn đang có nhiều điều ban phước lành hơn là bạn tưởng. Riêng tụ 2 nha. Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có được và mất. Cái việc mà các bạn đang quá cố để nắm giữ một thứ gì đó, hoặc không để cho cái bánh xe các bạn nó bị trật ra khỏi đường ray á, đôi khi nó lại đang là một cái rào cản khá lớn. Và các bạn đang không nhìn ra được cái điều ban phước lành thật sự mà các bạn bị ban tặng, và các bạn được ban tặng trong cái trường hợp như vậy. Ở đây có một thông điệp rất rõ ràng đến từ Tổng lãnh Thiên Thần cho các bạn nha. Đó chính là mercy, có nghĩa là sự nhân từ. Để phát triển ra những cái phẩm chất của sự nhân từ hay lòng biết ơn, hãy tha thứ cho bản thân và mọi người xung quanh bạn. Hãy nhìn thấy điều tốt trong tất cả, dừng lại cái sự phán xét, cái sự đánh giá và quy chụp. Hãy cho họ những lợi ích hơn là sự nghi ngờ. Lợi ích ở đây có nghĩa là bạn, giống như cái cách bạn phát triển cái con đường của riêng bạn thì, và bạn tôn vinh chính bạn, kể cả bạn đúng hay bạn không đúng, thì bạn cũng nên tôn vinh và tôn trọng những người xung quanh của bạn, kể cả họ có đi con đường khác bạn, kể cả họ có khác với cái thời kỳ các bạn đang sống, bởi kể cả họ có là những người mà nói ra những câu mà họ nghĩ cái điều đấy đúng cho bạn, nhưng mà bạn thấy điều đấy là không đúng với bản thân, thì hãy nhớ rằng họ cũng có hành trình của họ, và họ cũng có góc nhìn của họ, và bạn tôn trọng được cái góc nhìn đấy. Cởi mở ra hơn với sự nhân từ. Nhưng trên hết đó chính là hãy truy cập sự thông thái đến từ ngay tận bên trong của bạn. Những sự chỉ dẫn linh thiêng vẫn đang tiếp tục được trao gửi. Và khi bạn làm dịu đi những cái thái độ của bạn và xem xét lại mọi thứ với một góc nhìn, với một cái thái độ khách quan hơn, với một thái độ điềm tĩnh hơn, thì bạn sẽ nhận ra, hóa ra lòng nhân từ nó sẽ nằm ở trong chính những thời kỳ đó. Bạn được vinh danh, bạn được công nhận là những người lan tỏa ánh sáng, niềm vui, sự tự do, và hãy trao quyền cho người khác giống cách bạn trao quyền cho bản thân, để nhìn ra được điều tốt trong mọi thứ. Cái phần việc các bạn phải làm này, đó chính là hãy, để có được cái sự nhân từ hay là cái lòng biết ơn thật sự này, và học được cái bài học rất quý giá, sự tương tác giữa bạn và những người khác, kể cả những người bạn không thích hay những người mà bạn nghĩ là, hay đơn giản như bố mẹ của bạn đi, nghĩ là khác thời kỳ, khác thế hệ nên các bạn không thể giao tiếp được, và đôi khi nó gây ra
những sự căng thẳng tột độ đi, hay ví dụ như là giữa bạn và một cái người bạn đời, hoặc giữa bạn một cái người soulmate, twin flame, ngọn lửa song sinh, và bạn thấy là bạn phát dồ lên được khi phải kết nối với mối quan hệ đấy. Thì cái phần việc của bạn này, để giải phóng bản thân bạn ra khỏi những nỗi đau và những khó khăn hiện tại, đơn giản đó chính là hãy chấp nhận. Học cách chấp nhận. Chấp nhận là dù bây giờ bạn có thay đổi họ, nhưng mà họ cũng không muốn thay đổi thì cũng không muốn cách làm khác. Hãy chấp nhận giống như cái cách mà bạn luôn luôn bạn phấn đấu vì bản thân, bất kể người ta nói gì, thì tương tự những người đó họ cũng sẽ có cái con đường họ phấn đấu bất chấp như vậy. Thế nên bạn làm được cho chính bạn thì đương nhiên bạn cũng phải tôn trọng cái hành trình mà họ làm cho chính họ. Đó, nó là như vậy, để hạn chế đi những sự xung đột không cần thiết, để học được cái sự thấu hiểu dưới góc nhìn của những người khác nữa. Thực ra chẳng ai sai trong những cái mối quan hệ, hoặc chẳng ai sai trong những cái câu chuyện hay những vấn đề được giải quyết cả. Những cái vấn đề được đưa ra để bàn luận á, chỉ đơn giản góc nhìn khác nhau. Thì vừa rồi là những thông tin mình truyền tải cho các bạn ở trong tụ 2 cũng như cả hai tụ ngày hôm nay. Mình mong hôm nay là những thông tin rất là ngắn gọn, xúc tích, nhưng nó bao hàm rất nhiều ý. Và mình tin rằng là khi nó đến được đúng người, đúng thời điểm, các bạn sẽ tự biết phải làm gì. Và mình mong các bạn chia sẻ những cái câu chuyện của các bạn dưới cho mình.